Trong bản tin ngày 19 tháng 5 hôm nay, biên giới Canada-Hoa Kỳ kéo dài lệnh đóng cửa thêm một tháng đến ngày 21 tháng 6. Ban Cố vấn Vaccine Quốc gia về tiêm chủng là cơ quan NACI khuyến nghị tiêm vaccine Pfizer cho người từ 12 tuổi trở lên. Nghiên cứu mới cho thấy liều 1 là vaccine AstraZeneca, liều 2 là vaccine Pfizer là an toàn và hiệu quả. Chính phủ liên bang đầu tư 200 triệu đô la để xây dựng nhà máy vaccine công nghệ mRNA ở tỉnh bang Ontario. Người Canada có thể lái xe đến Hoa Kỳ để tiêm vaccine COVID-19 và tránh kiểm dịch. Thủ tướng Justin Trudeau kêu gọi ngừng bắn khi bạo lực giữa Israel và các chiến binh ở dải Gaza leo thang. Canada đã đánh dấu tổng cộng 25.000 ca tử vong do COVID-19 kể từ khi đại dịch bắt đầu. Tỉnh bang Ontario ghi nhận thêm 1.616 ca nhiễm mới, là con số nhiễm hàng ngày thấp nhất kể từ 24 tháng 3. Vaccine COVID do công ty dược phẩm Medicago của Canada sản xuất cho thấy kết quả đầy hứa hẹn trong thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 2. Lệnh sơ tán mới được ban hành do đám cháy rừng lan nhanh gần Prince Albert ở tỉnh Saskatchewan. Tỉnh British Columbia hỗ trợ cho một số điểm du lịch nhưng không có Pacific National Exhibition. Gia đình thương tiếc hai trẻ em thiệt mạng trong một vụ đâm xe ở thành phố Vaughan. Hai đứa trẻ bị thương sau khi rơi từ cửa sổ trong hai vụ riêng biệt ở thành phố Brampton. Hơn 17,2 tỷ đô la Mỹ kiều hối đổ về Việt Nam trong năm 2020. Việt Nam nằm trong top 10 nước nhận kiều hối nhiều nhất trong số các quốc gia có thu nhập thấp và trung bình. Alibaba dẫn đầu khoản tài trợ 400 triệu đô la Mỹ vào công ty bán lẻ của Masan, khoản đầu tư đầu tiên vào Việt Nam. Canada, Hoa Kỳ và Anh Quốc áp đặt các biện pháp trừng phạt mới đối với quân đội Myanmar. Hoàng Anh xin thân ái kính chào và cảm ơn các bạn cùng theo dõi bản tin Canada nổi bật hàng ngày của kênh Culture Channel, cũng như một số tin thế giới đáng chú ý khác được thực hiện bởi Culture Magazine, là tờ tạp chí văn hóa đời sống song ngữ Anh Việt duy nhất in ấn và phát hành tại Canada. Chúng tôi cũng kính mời quý vị ghé thăm trang web của Culture để đọc các bản tin và các bài viết khác tại culturemagazine.com. Và nếu quý vị chưa đăng ký subscribe, chúng tôi kính mời quý vị nhấn đăng ký subscribe và bấm nút chuông kế bên để nhận được thông báo khi chúng tôi có video mới. Rất mong nhận được sự ủng hộ của quý vị và các bạn bằng cách giúp chia sẻ, share video và bấm nút like nếu các bạn thấy thông tin là hữu ích. Xin chân thành cảm ơn các bạn. Sau đây mời các bạn theo dõi bản tin chi tiết. Chương trình tiêm chủng vaccine COVID-19 tại tỉnh bang Ontario đang được tiến hành để giúp ngăn ngừa sự lây lan của virus, bảo vệ mạng sống. Cho đến khi tất cả chúng ta đều đã được tiêm chủng, hãy nhớ đeo khẩu trang, rửa tay, giữ khoảng cách. Mỗi ngày đang có hàng ngàn người được tiêm chủng, rất nhanh sẽ đến lượt của quý vị rồi đó. Muốn biết thêm chi tiết, quý vị có thể đến trang mạng ontario.ca/Ontario's COVID-19 Vaccination Plan hoặc quý vị gọi số điện thoại 1-888-999-6488. Đường dây có hơn 300 ngôn ngữ để phục vụ quý vị. Một lời nhắn từ chính phủ Ontario. Canada và Hoa Kỳ sẽ đóng cửa biên giới thêm một tháng nữa đến ngày 21 tháng 6. Biên giới Canada và Hoa Kỳ sẽ vẫn đóng cửa đối với các chuyến du lịch không thiết yếu trong ít nhất một tháng nữa. Các hạn chế đi lại không thiết yếu đã được áp dụng giữa hai quốc gia này kể từ 21 tháng 3 năm 2020. Các chuyến thương mại qua lại sẽ được miễn trừ, cũng như các nhân viên chăm sóc sức khỏe quan trọng như y tá sống và làm việc ở hai bên biên giới. Hôm thứ Ba, Thủ tướng Justin Trudeau chỉ ra rằng việc dỡ bỏ các hạn chế xã hội nói chung sẽ phụ thuộc vào tỷ lệ tiêm chủng và khả năng lây truyền virus COVID-19 trong cộng đồng giữ ở mức thấp. Ban Cố vấn Vaccine Quốc gia khuyến nghị tiêm vaccine Pfizer cho người từ 12 tuổi trở lên. Ban Cố vấn Vaccine Quốc gia của Canada là cơ quan NACI hiện đang khuyến nghị tiêm vaccine COVID-19 của Pfizer cho bất kỳ ai từ 12 tuổi trở lên, theo lời Giám đốc Y tế Công cộng của đất nước, nhất quán với các nỗ lực gần đây của tỉnh để bắt đầu tiêm chủng cho người Canada trẻ tuổi. Tiến sĩ Theresa Tam đã đưa ra thông báo trong bản cập nhật vào hôm thứ Ba từ các quan chức liên bang, lưu ý rằng Hội đồng Cố vấn Quốc gia về tiêm chủng, cơ quan NACI, hiện khuyến nghị lịch tiêm 2 liều vaccine Pfizer cho bất kỳ người Canada đủ điều kiện từ 12 đến 18 tuổi.
Ngay cả trước khi cơ quan Nazi chấp thuận, các tỉnh đã bắt đầu mở hẹn tiêm chủng cho thanh thiếu niên. Tuần trước thì lượng đặt hẹn ở tỉnh Manitoba đã đạt mức cao kỷ lục khi tỉnh này cho bất kỳ ai từ 12 tuổi trở lên tiêm vaccine. Tỉnh Ontario dự kiến tiêm chủng cho thanh thiếu niên dưới 18 tuổi vào cuối tháng, trong khi tỉnh Quebec và Newfoundland đã đặt mục tiêu tiêm chủng cho thanh thiếu niên trước khi năm học hiện tại kết thúc. Tiến sĩ Supriya Sharma là cố vấn y tế chính của Health Canada, gọi sự phê chuẩn mới là một cột mốc quan trọng trong cuộc chiến chống lại đại dịch của Canada, và cho biết nó có thể giúp những người trẻ tuổi trở lại trường học và tham gia các hoạt động ngoại khóa một cách an toàn. Theo dữ liệu liên bang do tiến sĩ Sharma trích dẫn, có tới 20% các trường hợp COVID-19 được báo cáo ở Canada là những người dưới 19 tuổi. Nghiên cứu mới cho thấy liều thứ nhất là vaccine AstraZeneca, liều thứ hai là Pfizer là an toàn và hiệu quả. Một nghiên cứu của Tây Ban Nha về việc pha trộn vaccine COVID-19 đã phát hiện ra rằng việc tiêm một liều vaccine Pfizer cho những người đã tiêm mũi vaccine AstraZeneca đầu tiên là an toàn và hiệu quả cao, theo kết quả sơ bộ công bố vào hôm thứ Ba. Nghiên cứu của CombiVax do Viện Y tế Carlos Soba được nhà nước hỗ trợ của Tây Ban Nha cho thấy những người được theo dõi mà đã tiêm liều thứ hai là vaccine Pfizer có kháng thể IgG trong máu cao hơn từ 30 đến 40 lần so với nhóm đối chứng mà chỉ được tiêm một mũi vaccine AstraZeneca. Trong khi đó, thì sự hiện diện của các kháng thể trung hòa này tăng gấp 7 lần sau một liều vaccine Pfizer, nhiều hơn đáng kể so với hiệu ứng được quan sát thấy khi sử dụng liều thứ hai là cùng loại vaccine AstraZeneca. Khoảng 670 tình nguyện viên trong độ tuổi từ 18 đến 59 được tiêm liều vaccine AstraZeneca đầu tiên đã tham gia vào nghiên cứu, với khoảng 450 người đã được tiêm liều Pfizer là liều thứ hai. Tiến sĩ Magdalena Campins, một trong những người đứng đầu nghiên cứu, cho biết chỉ 1,7% những người tham gia báo cáo các tác dụng phụ nghiêm trọng như đau đầu, đau cơ và tình trạng khó chịu nói chung. Chính phủ liên bang đầu tư 200 triệu đô la để xây dựng nhà máy vaccine công nghệ mRNA ở tỉnh Ontario. Chính phủ liên bang đã công bố khoản đầu tư 200 triệu đô la để giúp một công ty có trụ sở tại thành phố Mississauga, Ontario, xây dựng một nhà máy có thể sản xuất hàng triệu liều vaccine mRNA. Bộ trưởng Bộ đổi mới là ông François-Philippe Champagne cho biết, số tiền này sẽ được sử dụng để mở rộng một địa điểm thuộc sở hữu của công ty Resilience Biotechnologies để cung cấp các giải pháp sản xuất tại Canada như vaccine và phương pháp điều trị đại dịch trong tương lai. Việc mở rộng nhà máy sẽ tạo ra 500 việc làm lâu dài và 50 vị trí thực tập co-op cho sinh viên sau khi việc xây dựng hoàn tất vào năm 2024. Việc bổ sung khoảng 55.000 feet vuông không gian nhà máy sẽ cho phép công ty Resilience sản xuất từ 112 triệu đến 640 triệu liều sản phẩm mRNA mỗi năm. Mục tiêu là để Canada bớt phụ thuộc vào các nhà máy sản xuất vaccine nước ngoài khi đại dịch tiếp theo xảy ra. Resilience Biotechnologies là một tổ chức sản xuất và phát triển theo hợp đồng, có nghĩa là tổ chức này tập hợp lại các sản phẩm do các công ty khác phát triển. Thường thì các công ty dược phẩm lớn như AstraZeneca, Merck và Pfizer giao quy trình sản xuất thuốc cho một bên thứ ba. Một số công ty đã bán địa điểm sản xuất của mình để tập trung vào việc nghiên cứu và phát triển. Một nhà máy thuộc sở hữu của Novartis ở Boucherville, tỉnh Quebec đã được bán cho Avera, một công ty sản xuất theo hợp đồng, vào năm 2018. Hiện không có một cơ sở tổ chức sản xuất và phát triển theo hợp đồng nào ở Canada mà có khả năng cung cấp vaccine đủ để đáp ứng nhu cầu quốc gia và quốc tế. Từng đi đầu trong việc phát triển vaccine toàn cầu, lĩnh vực khoa học đời sống của Canada đã trở nên rỗng tuếch sau nhiều năm đầu tư ít ỏi của chính phủ và khu vực tư nhân. Bộ trưởng Champagne cho biết Canada đã gặp khó khăn trong việc thu hút bất kỳ nhà sản xuất vaccine lớn nào đến Canada trong những ngày đầu của đại dịch vì ở đây có quá ít năng lực hoàn thiện để sản xuất hàng loạt số lượng lớn vaccine.
Vào mùa thu năm ngoái, chính phủ liên bang đã chi 173 triệu đô la để giúp công ty dược phẩm Medicago phát triển vaccine COVID-19 và xây dựng một nhà máy lớn để sản xuất loại vaccine này. Hôm thứ Ba, thì công ty Medicago là công ty đang phát triển sản phẩm vaccine kết hợp với công ty GSK, đã báo cáo dữ liệu thử nghiệm lâm sàng sớm tích cực về vaccine COVID-19 có nguồn gốc từ thực vật, khác với các mũi tiêm mRNA do Pfizer và Moderna cung cấp, hoặc vaccine vector virus từ AstraZeneca và Johnson & Johnson. Người Canada có thể lái xe đến Hoa Kỳ để tiêm vaccine COVID-19 và tránh kiểm dịch. Cư dân Canada được phép đến Hoa Kỳ để tiêm vaccine COVID-19 và tránh kiểm dịch nếu họ đáp ứng một số điều kiện đơn giản, cơ quan y tế công cộng Canada xác nhận. Những điều kiện đó bao gồm thông báo từ nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe được cấp phép ở Canada rằng việc tiêm chủng là cần thiết về mặt y tế và bằng chứng bằng văn bản từ nhà cung cấp vaccine được cấp phép của Hoa Kỳ. Các quy định về kiểm dịch do chính phủ liên bang thông qua có miễn trừ đối với các dịch vụ y tế thiết yếu nhận ở nước ngoài. Tiêm vaccine coronavirus nằm dưới định nghĩa đó. Việc miễn trừ giúp những người trong phạm vi lái xe tới biên giới nhận vaccine, vốn dư thừa ở Hoa Kỳ, và trở về nhanh chóng. Trong khi nguồn cung vaccine đang tăng lên ở Canada, việc phân phối ở nhiều khu vực vẫn còn yếu và tuổi tác cũng như các giới hạn khác còn tồn tại. Tuy nhiên, Bộ Y tế Công cộng cũng cho biết rằng, việc băng qua biên giới để tiêm vaccine sẽ không được cấp phép để bao gồm hoạt động mua sắm hoặc các hoạt động khác. Ngoài ra, để đủ điều kiện được miễn kiểm dịch, chuyến đi phải bằng phương tiện cá nhân nhưng có thể có người hỗ trợ trong xe. Sau khi về nước thì những du khách được miễn kiểm dịch phải đeo khẩu trang ở các không gian công cộng và lưu giữ danh sách những người liên lạc gần và những nơi đã đến thăm trong 14 ngày. Bộ Y tế Canada cũng lưu ý rằng các cơ quan biên giới của Hoa Kỳ có quyết định cuối cùng về việc họ cho phép ai vào nước và khách du lịch trở về phải cung cấp các giấy tờ cần thiết cho nhân viên dịch vụ biên giới Canada. Chính phủ liên bang cho biết hàng triệu liều vaccine COVID-19 sẽ bắt đầu đến nước này trong những tuần tới, nhưng nguồn cung vẫn còn hạn chế ở nhiều khu vực. Thủ tướng Trudeau kêu gọi ngừng bắn khi bạo lực giữa Israel và các chiến binh ở dải Gaza leo thang. Thủ tướng Justin Trudeau đang kêu gọi ngừng bắn giữa Israel và các chiến binh ở dải Gaza và hứa sẽ làm việc với các đồng minh để giảm căng thẳng trong khu vực. Trái tim của chúng tôi hướng về người Israel, người Palestine vì bạo lực đang bao quanh họ ngay bây giờ. Tất cả chúng ta đều đã thấy những hình ảnh bi thảm, gia đình, người vô tội, trẻ em bị ảnh hưởng. Điều đó cần phải dừng lại. Đó là lý do tại sao Canada kêu gọi ngừng bắn, Thủ tướng Trudeau nói với các phóng viên tại Ottawa vào hôm thứ Ba. Ông nói thêm, chúng tôi sẽ làm việc với cộng đồng quốc tế để giảm căng thẳng và nhìn về tương lai để không có thêm thiệt hại về nhân mạng. Thủ tướng đã đưa ra lời kêu gọi khi Israel tấn công Gaza bằng các cuộc không kích và các chiến binh Palestine đã tiếp tục bắn tên lửa xuyên biên giới sau một đêm tạm lắng ngắn ngủi. Liên Hiệp Quốc đã cử một đoàn xe chở nhiên liệu nhỏ vào vùng đất trong thời gian chiến sự tạm lắng. Họ nói rằng 52.000 người hiện đã phải di dời ở đó. Các nhà lãnh đạo Israel cho biết họ sẽ gây sức ép bằng một cuộc tấn công nhằm tiêu diệt khả năng quân sự của các phe nhóm vũ trang Hamas và Hồi giáo Jihad, ngay cả khi Hoa Kỳ, Canada và các cường quốc khác trên thế giới kêu gọi chấm dứt đổ máu. Sau đây là một số cập nhật nhanh tình hình COVID-19 khác trên khắp Canada. Tiến sĩ Theresa Tam cho biết bà cảm thấy tích cực về việc Canada có thể hoàn toàn thoát khỏi làn sóng COVID-19 thứ ba và ngăn chặn đợt thứ tư. Với hơn một nửa số người lớn Canada đủ điều kiện hiện đã được tiêm chủng một liều và tổng số ca bệnh đang giảm. Ngoại trừ một số điểm nóng ở tỉnh Manitoba và các vùng của tỉnh Alberta, số lượng ca bệnh đã giảm phần lớn. Trên toàn quốc, số ca đang bệnh giảm 25% so với mức đỉnh của đợt thứ hai. Bà cho rằng nếu 75% người Canada đủ điều kiện được tiêm một liều và 20% nhận được hai liều, thì việc lập kế hoạch cho các hoạt động và giao lưu ngoài trời vào mùa hè có thể tiếp tục.
Hiện tại thì những người Canada từ 12 tuổi trở lên đủ điều kiện để tiêm chủng, với những người từ 12 đến 18 tuổi chỉ được tiêm vaccine Pfizer. Canada đã tiêm ít nhất một liều cho khoảng 55% dân số người đủ điều kiện và phải tiêm chủng thêm gần 6,5 triệu người nữa để đạt được con số 75%. Cho đến nay thì chỉ có 4,5% người dân Canada đủ điều kiện đã nhận được liều thứ hai. Cũng trong ngày thứ ba, Canada đã đánh dấu tổng cộng 25.000 ca tử vong do COVID-19 kể từ ca tử vong đầu tiên được báo cáo vào ngày 9 tháng 3 năm 2020. Quốc gia này đã vượt qua 20.000 ca tử vong vào cuối tháng Giêng. Trong khi đó, thì thủ hiến Quebec, ông François Legault, sẽ nới lỏng dần các hạn chế COVID-19. Cuộc sống ở tỉnh này sẽ trở lại bình thường vào cuối tháng 8, nhưng hầu hết các hạn chế sẽ được dỡ bỏ vào cuối tháng 6, bắt đầu bằng việc dỡ bỏ lệnh giới nghiêm vào ngày 28 tháng 5. Thủ hiến cho biết, phần lớn tỉnh sẽ là vùng màu cam kể từ ngày 31 tháng 5. Nhà hàng được mở cửa và cho tất cả trẻ em đi học lại toàn thời gian. Đến ngày 14 tháng 6, các cuộc tụ tập trong nhà sẽ được phép và các quán bar sẽ mở cửa trở lại. Thủ hiến Legault nói thêm rằng, nếu 75% người dân Quebec trên 12 tuổi được tiêm chủng đầy đủ vào cuối tháng 8, thì hầu hết các nơi công cộng sẽ không còn khẩu trang nữa. Nhưng ông cho biết thành công này dựa vào việc mọi người thực hiện phần việc của mình bằng cách tiêm phòng. Tỉnh Quebec đặt mục tiêu tiêm liều vaccine đầu tiên cho 75% người lớn trước ngày 24 tháng 6, nhưng bây giờ các quan chức dự kiến sẽ đạt được mục tiêu đó vào ngày 15 tháng 6. Tỉnh Quebec báo cáo thêm 549 ca bệnh mới và thêm 9 ca tử vong vào hôm thứ Ba. Tính đến tối thứ Ba ngày 18 tháng 5, Canada đã báo cáo thêm 4.031 ca nhiễm mới và 37 tử vong, nâng tổng số ca nhiễm COVID-19 ở Canada lên mức 1.338.141, với 64.589 ca còn bệnh. Đã có hơn 1.248.300 ca phục hồi. Số người tử vong là 25.018. Cho đến nay thì 19 triệu mũi vaccine đã được tiêm trên khắp Canada. Theo COVID-19 Tracker, có trên 17.8 triệu người dân Canada đã được tiêm ít nhất một liều vaccine, tức là 46% dân số Canada. Trong đó có hơn 1.4 triệu người dân đã được tiêm đầy đủ hai liều. Tại tỉnh Ontario, các quan chức y tế đã báo cáo thêm 1.616 ca bệnh mới và thêm 17 ca tử vong, là con số nhiễm mới trong một ngày thấp nhất kể từ ngày 24 tháng 3. Số ca nhập viện hiện là 1.484 người, với 764 người đang được chăm sóc đặc biệt phòng ICU. Tỉnh đã mở rộng chiến dịch tiêm chủng cho tất cả mọi người từ 18 tuổi trở lên, được tiêm vaccine bắt đầu từ thứ Ba, 18 tháng 5. Cư dân từ 18 tuổi trở lên có thể đặt lịch hẹn qua cổng trực tuyến hoặc trung tâm cuộc gọi hoặc thông qua các đơn vị y tế địa phương tùy thuộc vào nơi bạn sống. Cư dân cũng có thể đặt hẹn thông qua nhiều hiệu thuốc. Bộ trưởng Bộ Y tế của tỉnh cho biết kế hoạch mở cửa trở lại sẽ sớm được đưa ra, lưu ý rằng bà đang làm việc với Giám đốc Bộ Y tế và các chuyên gia y tế về việc mở cửa lại Ontario một cách an toàn và cẩn thận. Bộ trưởng Christine Elliott nói rằng, tôi không thể đưa ra thêm bất kỳ chi tiết nào, nhưng sẽ rất sớm thôi. Kế hoạch sẽ bao gồm từng lĩnh vực cụ thể với những yêu cầu và thời gian riêng biệt. Trong khi đó, thì văn phòng của Thủ hiến Doug Ford đã xác nhận tỉnh sẽ không trở lại khuôn khổ mã màu khi bắt đầu mở cửa trở lại các vùng. Riêng tại khu vực vùng Peel, tất cả cư dân từ 16 tuổi trở lên, sống, làm việc hoặc đi học ở vùng Peel hiện có thể đặt lịch hẹn tiêm vaccine COVID-19 tại một số phòng khám được chọn. Các cá nhân từ 16 đến 17 tuổi phải đặt lịch hẹn trực tuyến thông qua hệ thống đặt hẹn của Region of Peel hoặc gọi cho số 905-791-5202. Một số phòng tiêm vaccine di động cũng đã đến một số khu vực điểm nóng ở thành phố Toronto. Thanh thiếu niên từ 12 đến 17 sống ở 3 khu vực điểm nóng có mã postal code là M9R, M9W và M9V. Đủ điều kiện được tiêm tại phòng khám di động và tất cả cư dân từ 18 tuổi trở lên sống hoặc làm việc tại bất kỳ điểm nóng nào mà với mã postal code bắt đầu bằng chữ M. Những người đủ điều kiện này có thể đến phòng tiêm vaccine di động đặt tại Don Bosco High School ở Etobicoke. Tỉnh Alberta báo cáo thêm 877 ca nhiễm mới và 4 ca tử vong. Tiến sĩ Dina Hinshaw là giám đốc y tế của tỉnh cho biết, số ca mắc mới đang giảm nhưng tỷ lệ dương tính vẫn cao.
Bà cho biết có 691 người đang nằm viện, trong đó 187 bệnh nhân đang được chăm sóc đặc biệt. Trong khi đó, các quan chức y tế tỉnh British Columbia báo cáo thêm 411 ca nhiễm mới và 2 ca tử vong. Các ca nhiễm mới nâng tổng số ca bệnh của tỉnh kể từ khi đại dịch bắt đầu lên 140.075 người, mặc dù phần lớn đã hồi phục. Hiện có 4.890 ca đang còn bệnh ở tỉnh BC, với 360 người nhập viện, 127 người trong số họ đang được chăm sóc đặc biệt. Với 2 ca tử vong do COVID-19 mới được báo cáo hôm nay, nâng số người chết vì COVID-19 ở tỉnh BC lên 1.650 người. Hiện đã có hơn 2,5 triệu liều vaccine COVID-19 được tiêm tại tỉnh BC. Tỉnh Saskatchewan báo cáo 129 ca nhiễm mới và 3 ca tử vong. Chính quyền tỉnh cũng đưa ra một lịch trình dự kiến khi nào những người từ 45 tuổi trở lên có thể đặt lịch hẹn để nhận liều vaccine COVID-19 thứ hai. Những người từ 85 tuổi trở lên đã đủ điều kiện, cùng với một số người dễ bị tổn thương như bệnh nhân ung thư. Người dân từ 80 tuổi trở lên thì dự kiến sẽ đủ điều kiện để đặt lịch hẹn bắt đầu từ ngày 24 tháng 5. Với độ tuổi thấp hơn sẽ có cơ hội tương tự trong những tuần sau đó và khoảng ngày 21 tháng 6. Những người từ 45 tuổi trở lên được cho là đủ điều kiện. Sau đó, tính đủ điều kiện sẽ được dựa trên thời điểm mọi người nhận được liều đầu tiên của họ. Tỉnh Manitoba thì báo cáo thêm 335 ca nhiễm mới và 1 ca tử vong. Tại khu vực Đại Tây Dương Canada, tỉnh Nova Scotia báo cáo thêm 90 ca nhiễm mới, trong khi New Brunswick công bố 10 ca nhiễm mới và 1 ca tử vong. Tỉnh Prince Edward Island công bố 2 ca bệnh mới liên quan đến du lịch, trong khi Newfoundland báo cáo 6 ca nhiễm mới. Trên khắp miền Bắc Canada, Nunavut báo cáo 6 ca bệnh mới. Vaccine COVID-19 do Medicago của Canada sản xuất cho thấy kết quả đầy hứa hẹn trong thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 2. Vaccine đầu tiên phát triển tại Canada cho thấy kết quả kháng thể đầy hứa hẹn ở hàng trăm người tham gia trong thử nghiệm giai đoạn 2 và có thể sẵn sàng cho yêu cầu cấp phép cuối cùng vào mùa hè này. Nathalie Landry, Phó Chủ tịch điều hành các vấn đề khoa học và y tế của công ty Medicago có trụ sở tại thành phố Quebec cho biết, loại vaccine này dường như tạo ra lượng kháng thể gấp 10 lần so với những người đã từng mắc bệnh COVID-19. Giai đoạn 3 thử nghiệm với 30.000 tình nguyện viên đã được tiến hành ở Canada, Hoa Kỳ và Vương quốc Anh và sẽ mở rộng sang Brazil trong tuần này. Thử nghiệm giai đoạn 3 là bước cuối cùng trước khi Bộ Y tế Canada có thể quyết định có phê duyệt vaccine này hay không, điều mà công ty hy vọng có thể xảy ra vào mùa hè này. Nếu được chấp thuận, vaccine Medicago có thể sẽ là vaccine COVID-19 đầu tiên được sản xuất ở Canada. Nguyên liệu thô chủ yếu sẽ được sản xuất tại cơ sở của Medicago ở North Carolina, Hoa Kỳ. Nhưng các lọ thuốc được đông đầy và hoàn thiện bằng một chất bổ trợ của công ty GlaxoSmithKline ở Canada. Chất bổ trợ là một chất được sử dụng trong vaccine để giúp hỗ trợ phản ứng miễn dịch. Một nhà máy sản xuất mới ở tỉnh Quebec cho nguyên liệu thô vẫn đang được xây dựng. Ngày đi vào hoạt động đã được dự kiến dời lên một năm đến năm 2023. Vào tháng 10, thì Canada đã ký một thỏa thuận để mua 20 triệu liều vaccine của Medicago với số lượng thêm 56 triệu liều. Nhưng hầu hết người Canada sẽ được chủng ngừa trước khi thuốc tiêm của Medicago được chấp thuận, khiến vai trò của nó ở Canada là không rõ ràng. Tình huống có thể xảy ra nhất là cho các liều vaccine tăng cường. Canada cũng có thể tặng 20 triệu liều mà họ đã mua cho Liên minh chia sẻ vaccine COVAX toàn cầu. Lệnh sơ tán mới được ban hành do đám cháy rừng lan nhanh gần Prince Albert, tỉnh Saskatchewan. Một lệnh sơ tán mới đã được ban hành cho những cư dân bị đe dọa bởi đám cháy rừng Cloverdale đang di chuyển nhanh gần Prince Albert, tỉnh Saskatchewan. Những cư dân sống và làm việc ở phía bắc của Highway 55, phía đông của Cloverdale Road và phía tây của đường Honeymoon Road phải ngay lập tức sơ tán, theo một thông báo của Sask Alert. Những người có thể tự di tản và có thể tìm được chỗ ở nên đi hướng về Highway 2 và đến trung tâm Margot Fournier tại 1211
First Avenue West để đăng ký. Trận cháy rừng ở Cloverdale ban đầu buộc 29 người trong thành phố phải sơ tán vào chiều thứ Hai, đã phát triển quy mô lên 3.694 ha vào sáng thứ Ba. Các quan chức chính quyền tỉnh Saskatchewan cho biết ngọn lửa bắt đầu sau 3 giờ chiều, khoảng 4 km về phía đông bắc. Phải mất vài ngày trước khi đám cháy rừng có thể được dập tắt do mùa xuân khô hạn ở nhiều khu vực trong tỉnh. Điều kiện hiện tại không lý tưởng cho việc chữa cháy. Các nhân viên đang chiến đấu với ngọn lửa trên hai hướng, dập lửa và bảo vệ. Các quan chức cho biết các vòi phun nước đã được đặt thành công trên 15 ngôi nhà để bảo vệ. Không có thiệt hại đáng kể đã được báo cáo. 5 máy bay trực thăng, nhiều nhóm tàu chở dầu, thiết bị hạng nặng và các đội mặt đất đang được hỗ trợ bởi Sở Cứu Hỏa Prince Albert và Sở Cứu Hỏa Buckland. Đám cháy đã làm mất điện cho khoảng 9.000 người ở La Ronge. Cả thành phố Prince Albert và Buckland đã công bố tình trạng khẩn cấp tại địa phương vào chiều thứ Hai và 29 người đã được lệnh rời khỏi nhà của họ. Tỉnh British Columbia hỗ trợ cho một số điểm du lịch nhưng không có Pacific National Exhibition. Tỉnh BC đang cung cấp 50 triệu đô la tài trợ để giúp các điểm tham quan du lịch lớn nhất của tỉnh và các công ty xe bus du lịch trong đại dịch COVID-19. Nhưng số tiền đó còn thiếu 8 triệu đô la cần thiết để cứu Pacific National Exhibition, PNE, là triển lãm quốc gia Thái Bình Dương và hội chợ hàng năm. Tuần trước, thì các nhà tổ chức triển lãm quốc gia Thái Bình Dương, PNE, của Vancouver cho biết họ cần 8 triệu đô la viện trợ khẩn cấp từ chính quyền tỉnh, nếu không sẽ có nguy cơ đóng cửa. Tỉnh cho biết thành phố Vancouver có trách nhiệm hỗ trợ cho triển lãm PNE. PNE sẽ nộp đơn xin tài trợ 1 triệu đô la, nhưng con số đó là không đủ. Các chi phí hợp lệ cho khoản tài trợ mới bao gồm chi phí trả lương, tiền thuê nhà và chi phí tiện ích liên quan đến việc khởi động lại hoặc tăng cường hoạt động để chuẩn bị mở cửa theo lệnh y tế của tỉnh. Các điểm tham quan đủ điều kiện bao gồm công viên giải trí, công viên động vật hoang dã, vườn bách thảo, viện di sản, bảo tàng, phòng trưng bày và trung tâm khoa học. Nhóm này bao gồm triển lãm PNE, Bouchard Gardens, Science World và cầu treo Capilano. Điểm thu hút khách chính ở trung tâm đô thị mà đón 75.000 du khách trở lên mỗi năm sẽ đủ điều kiện nhận tới 1 triệu đô la. Còn các điểm tham quan chính ở các khu vực nông thôn mà đón 15.000 du khách trở lên mỗi năm sẽ nhận được tới 500.000 đô la, trong khi các công ty xe bus du lịch mà phục vụ 30.000 khách hàng trở lên mỗi năm được hưởng tối đa là 500.000 đô la. Một gia đình và cộng đồng đang thương tiếc hai trẻ em thiệt mạng trong một vụ đâm xe ở thành phố Vaughan, tỉnh Ontario. Một gia đình và cộng đồng đang đau buồn sau khi một cậu bé 4 tuổi và chị gái 10 tuổi thiệt mạng trong một vụ tai nạn xe chỉ liên quan một chiếc xe ở thành phố Vaughan. Cảnh sát khu vực vùng York cho biết vào khoảng trưa Chủ nhật, họ nhận được cuộc gọi về một chiếc xe hơi đang lao khỏi đường trên đường Athabasca Drive, ngay gần đường Dufferin ở phía bắc đường Taston, đâm vào 3 người. Cậu bé 4 tuổi và chị gái 10 tuổi được đưa đến bệnh viện trong tình trạng nguy kịch. Trong một thông cáo hôm thứ Hai, cảnh sát cho biết cậu bé đã được xác nhận là đã chết tại hiện trường. Cảnh sát cho biết cô gái sau đó đã chết trong bệnh viện. Cảnh sát khu vực York cho biết những đứa trẻ này đang ở bên ngoài tận hưởng thời tiết, đạp xe và một người hàng xóm đã đến giúp sửa dây sên xe đạp. Họ đang ở ngay trên sân driveway của ngôi nhà của mình thì chiếc xe mất kiểm soát, đi chệch khỏi lòng đường và đâm vào họ. Người thứ ba, một nam giới trưởng thành, bị thương nhẹ. Gia đình đã đưa ra một tuyên bố vào thứ Ba yêu cầu quyền riêng tư và không công khai tên của các con họ. Các bức ảnh từ hiện trường cho thấy một chiếc xe Mercedes màu đen đang nằm trên bãi cỏ, nằm dưới gốc cây, trong khi các trụ nhựa hình nón của cảnh sát đặt bao quanh hiện trường. Cảnh sát cho biết một tài xế 16 tuổi từ Richmond Hill đã bị tạm giữ. Anh ta đã bị buộc tội hai tội danh hoạt động nguy hiểm gây tử vong, hai tội hình sự về bất cẩn gây ra cái chết, hai tội danh của hành vi nguy hiểm gây tổn hại cho cơ thể, hai tội danh tội hình sự về bất cẩn gây tổn hại cho thân thể. Cảnh sát chỉ ra rằng vụ tai nạn đã xảy ra ở một khu vực có tốc độ giới hạn là 40 km/h.
Vì vậy, các cảnh sát sẽ xem xét liệu tốc độ có phải là một yếu tố gây ra vụ tai nạn đâm xe này hay không. Trong khi đó, ở thành phố Brampton, hai đứa trẻ đã bị thương sau khi rơi từ cửa sổ trong hai vụ riêng biệt. Cảnh sát khu vực vùng Peel cho biết hai trẻ em đã rơi từ cửa sổ trong hai vụ riêng biệt vào thứ Ba và một em đang trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng. Một đứa trẻ rơi từ cửa sổ của một ngôi nhà gần đại lộ Steele và đường McLaughlin ở Brampton. Đứa trẻ đó đã được đưa đến trung tâm chấn thương trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng. Cảnh sát vùng Peel nói rằng vụ thứ hai thì xảy ra gần Somerset và Fanshawe Drive. Các nhân viên xác nhận rằng đứa trẻ bị thương không nguy hiểm đến tính mạng và đang phục hồi trong bệnh viện. Cảnh sát cho hay cả hai vụ chỉ thuần túy là tai nạn và không có nghi ngờ. Cảnh sát đang nhắc nhở tất cả những người có trẻ nhỏ nên lưu ý an toàn khi mở các cửa sổ. Tiếp theo là một số tin tức thế giới đáng chú ý khác. Mời các bạn tiếp tục theo dõi sau đây. Hơn 17,2 tỷ đô la Mỹ kiều hối đổ về Việt Nam trong năm 2020. Việt Nam nằm trong top 10 nước nhận kiều hối nhiều nhất trong số các quốc gia có thu nhập thấp và trung bình. Trong báo cáo cập nhật dữ liệu kiều hối toàn cầu mới nhất vừa công bố, Ngân hàng Thế giới World Bank cho biết, cơ quan này đã điều chỉnh ước tính lượng kiều hối về Việt Nam năm 2020 từ mức 15,7 tỷ đô la Mỹ của báo cáo trước đó lên đến 17,2 tỷ đô la Mỹ. Con số này tăng nhẹ gần 3% so với năm 2019 và thấp hơn mức tăng 6% trong các năm trước. Tuy nhiên, vẫn khả quan hơn so với loạt dự báo trước. Theo đó, thì Việt Nam thuộc top 10 nước nhận kiều hối nhiều nhất trong số các quốc gia có thu nhập thấp và trung bình. Đồng thời, với lượng kiều hối chảy về tương đương 5% GDP năm 2020, Việt Nam cũng là quốc gia nằm trong nhóm 10 nước tại Đông Á-Thái Bình Dương có tỷ trọng kiều hối trên GDP cao nhất. Các quốc gia đứng trên Việt Nam hầu hết đều là những nước rất nhỏ với dân số khoảng 1 triệu người trở xuống, ngoại trừ Philippines. Được biết, trong năm 2019 và năm 2020, tuyến chuyển tiền từ Thái Lan về Việt Nam là một trong năm tuyến kiều hối đắt đỏ nhất thế giới. Phí chuyển một khoản kiều hối tương đương 200 đô la Mỹ từ Thái Lan tới Việt Nam có thể lên đến 13% số tiền được chuyển. Cũng theo báo cáo, nếu không tính Trung Quốc, thì lượng kiều hối nhận về tại các nước thu nhập thấp và trung bình còn lớn hơn tổng mức đầu tư ngoài nước và nguồn viện trợ chính thức gộp lại. Điều này thể hiện rất rõ vai trò của nguồn tiền kiều hối đối với sự phát triển các khu vực này. World Bank cũng nhận định rằng kiều hối sẽ phục hồi vào năm 2021. Ước tính lượng kiều hối chảy vào các quốc gia thu nhập thấp và trung bình sẽ hồi phục và tăng 5,6% lên 470 tỷ đô la Mỹ trong năm 2021. Alibaba dẫn đầu khoản tài trợ 400 triệu đô la Mỹ vào công ty bán lẻ của Masan là khoản đầu tư đầu tiên vào Việt Nam. Tập đoàn Alibaba Group Holding đang dẫn đầu khoản tài trợ 400 triệu đô la Mỹ vào đơn vị bán lẻ của tập đoàn Masan Group Việt Nam, đánh dấu khoản đầu tư đầu tiên của Alibaba vào một trong những nền kinh tế phát triển nhanh nhất châu Á, theo Reuters đưa tin. Một tập đoàn bao gồm Alibaba và Baring Private Equity Asia đang mua lại 5,5% cổ phần của công ty Crown X, theo một tuyên bố của công ty Masan vào hôm thứ Ba. Thỏa thuận này cũng sẽ củng cố cho Lazada, là nền tảng thương mại điện tử Đông Nam Á của Alibaba. Crown X là công ty bán lẻ lớn nhất Việt Nam, được thành lập thông qua việc sáp nhập các đơn vị bán lẻ và trang trại công nghệ cao của Vingroup với đơn vị thực phẩm và đồ uống của Masan vào năm 2019. Được biết, Crown X có mức định giá trước đầu tư là 6,9 tỷ đô la hoặc 93,50 đô la một cổ phiếu. Công ty mẹ Masan sẽ nắm giữ 80,2% cổ phần của đơn vị bán lẻ. Kenny Ho, giám đốc đầu tư khu vực Đông Nam Á của tập đoàn Alibaba cho biết, sự kết hợp giữa chuyên môn bán lẻ trực tuyến của Alibaba, nền tảng thương mại điện tử của Lazada tại Việt Nam và mạng lưới sản phẩm hàng đầu của Masan sẽ là chất xúc tác mạnh mẽ để hiện đại hóa thị trường bán lẻ của Việt Nam. Là một phần của giao dịch VinCommerce với hơn 130 siêu thị và 2.900 siêu thị mini, sẽ là nhà bán lẻ hàng tạp hóa được ưu tiên trên nền tảng của Lazada tại Việt Nam.
Ngoài ra thì các cửa hàng Vinmart cũng sẽ trở thành điểm nhận hàng cho các đơn đặt hàng trực tuyến. Marsan cho biết hàng tạp hóa chiếm 50% thị trường bán lẻ và 25% chi tiêu của người tiêu dùng, nhưng mức độ thâm nhập trực tuyến vẫn còn nhỏ, theo Reuters đưa tin. Canada, Hoa Kỳ và Anh Quốc áp đặt các biện pháp trừng phạt mới đối với quân đội Myanmar. Canada, Hoa Kỳ và Vương quốc Anh hôm thứ Hai đã áp đặt các lệnh trừng phạt mới nhắm vào chính quyền của Myanmar, gia tăng áp lực mới đối với quân đội trong một loạt các hành động trừng phạt kể từ khi nước này lên nắm quyền trong một cuộc đảo chính ngày 1 tháng 2. Bộ trưởng Ngoại giao Canada là ông McConnell cho biết nước này đã áp đặt các biện pháp trừng phạt bổ sung đối với các cá nhân và thực thể có liên quan đến lực lượng vũ trang Myanmar. Trong khi Vương quốc Anh công bố các biện pháp trừng phạt đối với doanh nghiệp nhà nước Myanmar James Enterprise, giống với các lệnh trừng phạt trước đây của Hoa Kỳ. Hoa Kỳ đã nhắm mục tiêu vào Hội đồng Hành chính nhà nước và 13 quan chức. Động thái này đã đóng băng bất kỳ tài sản nào liên quan đến Hoa Kỳ của những người trong danh sách và cấm họ giao dịch với công dân Hoa Kỳ nói chung. Quốc gia Đông Nam Á này còn được gọi là Miến Điện đã rơi vào khủng hoảng kể từ khi quân đội đảo chính và bắt giam chính quyền của bà Aung San Suu Kyi, được người dân lựa chọn thông qua bầu cử. Hàng trăm người đã bị giết hại chỉ trong một cuộc đàn áp của quân đội. Sau đây là một số cập nhật nhanh về tình hình COVID-19 trên thế giới. Tính đến tối thứ Ba, thế giới đã ghi nhận hơn 163,7 triệu ca nhiễm COVID-19. Số người tử vong trên toàn cầu là gần 3,4 triệu người. Tại khu vực châu Á, Thái Bình Dương, tổng số ca nhiễm virus của Ấn Độ kể từ khi đại dịch bắt đầu đã vượt qua con số 25 triệu người, khi nước này ghi nhận hơn 260.000 ca nhiễm mới và kỷ lục với 4.329 ca tử vong trong 24 giờ qua. Ấn Độ đã ghi nhận gần 280.000 ca tử vong do virus kể từ khi đại dịch bắt đầu. Mối quan tâm cũng tiếp tục tăng lên ở Ấn Độ và trên toàn cầu về một biến thể đáng lo ngại lần đầu tiên được phát hiện ở quốc gia này. Biến thể có thể lan truyền dễ dàng hơn, nhưng quốc gia này đã tụt hậu trong việc thực hiện thử nghiệm cần thiết để theo dõi và hiểu rõ hơn về nó. Nhà sản xuất vaccine lớn nhất của Ấn Độ là Viện Huyết Thanh đã đưa ra một tuyên bố trên Twitter hôm thứ Ba rằng họ sẽ tiếp tục mở rộng quy mô sản xuất và ưu tiên cho Ấn Độ. Công ty cho biết họ sẽ bắt đầu cung cấp cho COVAX và các quốc gia khác vào cuối năm 2021. Tại châu Mỹ, thì Tổng thống Mỹ Joe Biden cam kết sẽ gửi thêm ít nhất là 20 triệu liều vaccine ra nước ngoài vào cuối tháng 6. Trong khi đó, thì bang New York sẽ không còn yêu cầu khẩu trang ở hầu hết các không gian công cộng cho những người được tiêm chủng đầy đủ COVID-19 kể từ thứ Tư. Tại châu Âu, thì Ý đã thông qua một sắc lệnh đẩy lùi lệnh giới nghiêm hàng đêm đến 11 giờ đêm từ 10 giờ tối có hiệu lực ngay lập tức và nới lỏng các hạn chế khác ở những vùng có tỷ lệ nhiễm trùng thấp. Vào cuối ngày giao dịch thứ Ba ngày 18 tháng 5, đồng đô la Canada bằng 0,8298 đô la Mỹ và bằng 0,6792 đồng euro theo Bank of Canada. Trong khi đó, thì 1 đô la Canada bằng 19.101 đồng Việt Nam theo Axie.com. Giá dầu thô WTI là 65,49 đô la Mỹ một thùng. Giá dầu thô Brent thì ở mức 68,43 đô la Mỹ một thùng. Giá vàng giao ngay đang đứng ở mức 1.868,44 đô la Mỹ một ounce. Rất cảm ơn các bạn đã theo dõi bản tin Canada của ngày 19 tháng 5 do tạp chí Culture Magazine thực hiện. Kênh Culture Channel của chúng tôi có video tin tức cập nhật hàng ngày cũng như các video về văn hóa, du lịch, ẩm thực, sức khỏe và đời sống, tư vấn di dân di trú được cập nhật liên tục trong tuần. Mời các bạn đón theo dõi và xin hãy giúp Culture Channel chia sẻ video để thêm nhiều bạn được biết tin tức cũng như để chương trình có thể được tiếp tục. Rất cảm ơn tất cả các ý kiến đóng góp cũng như chia sẻ của các bạn. Xin chúc các bạn nhiều sức khỏe và luôn an lành. Hoàng Anh xin chân thành cảm ơn và kính chào tạm biệt. Chương trình tiêm chủng vaccine COVID-19 tại tỉnh bang Ontario đang được tiến hành để giúp ngăn ngừa sự lây lan của virus, bảo vệ mạng sống. Cho đến khi tất cả chúng ta đều đã được tiêm chủng, hãy nhớ đeo khẩu trang, rửa tay và giữ khoảng cách. Mỗi ngày đang có hàng ngàn người được tiêm chủng, rất nhanh sẽ đến lượt của quý vị rồi đó.
Muốn biết thêm chi tiết, quý vị có thể đến trang mạng ontario.ca/Ontario's COVID-19 Vaccination Plan hoặc quý vị gọi số điện thoại 1-888-999-6488. Đường dây có hơn 300 ngôn ngữ để phục vụ quý vị. Một lời nhắn từ chính phủ Ontario.